chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích làm đẹp chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về một trong những em tẩy trang đang được rất nhiều người sử dụng nhé. Đó chính là dòng khăn giấy tẩy trang của Innisfree. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu thôi. Nói về tẩy trang thì đây là một cái bước mà không thể thiếu trong cái quy trình chăm sóc da của mình rồi đúng không? Chả ai mà tự nhiên một ngày dài mà người ta trang điểm đi ra ngoài đường rồi về chỉ rửa mặt với sữa rửa mặt rồi đi ngủ thôi đúng không? Như thế để có mà da ngày hôm sau nổi mụn hết à? Chính vì vậy việc tẩy trang là cái điều mà không thể thiếu, phải nói là rất quan trọng luôn. Nếu mà theo anh thấy thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều loại tẩy trang nhá. Thì có những dòng tẩy trang nó sẽ phù hợp với da dầu. Tuy nhiên thì có những dòng tẩy trang nó lại khiến cho da của bọn mình bị khô hơn. Thế nên là nếu mà chọn dòng tẩy trang phù hợp với da thì có thể nó lại không sạch. Nhưng nếu chọn dòng tẩy trang để nó làm sạch thì nó lại bị khô da. Thế nên điều quan trọng nhất là chúng mình vẫn nên xác định lại là da của mình rồi sau đó xem là bọn mình hợp với loại tẩy trang nào. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay thì Oanh sẽ giới thiệu tới các chị em một trong những dòng sản phẩm tẩy trang đang được rất nhiều người ưa chuộng. Chắc là mọi người cũng biết dòng này rồi đúng không? Đây chính là dòng khăn giấy tẩy trang của Innisfree. Và đây là cái dòng Olive Rich Cleansing Diesel. Đây là một trong những cái loại mà giấy tẩy trang theo anh thấy thì đạt hiệu quả khá là cao. Đầu tiên, bọn mình hãy cùng nhau đi nói về cái thành phần của em này nhá. Đọc cái tên thì bọn mình đều biết rồi đúng không? Thành phần chính của em này là từ dầu ô liu, một trong những loại dầu vốn đã được xem như là công thức làm đẹp rồi. Và thậm chí nhiều người ta còn dùng dầu ô liu để tẩy trang trực tiếp cơ. Cái dầu này nó có công dụng kiểu gần như là dầu dừa ấy, tẩy trang khá là sạch. Thế nên là nó đã được áp dụng vào cái dòng sản phẩm khăn giấy tẩy trang này. Và thứ hai, đó chính là dòng sản phẩm khăn giấy tẩy trang này của Innisfree thì khá là tiện lợi. Nếu mà bọn mình đi du lịch hay là bọn mình đi đâu xa, đi công tác chẳng hạn, thì bọn mình có thể mang theo trực tiếp cái này và để luôn trong vali, túi sách. Rồi làm bọn mình tẩy trang rất là dễ dàng thôi. Mở cái này ra, bóc cái lớp này. Đó, rồi mình chỉ cần lấy một tờ giấy tẩy trang lên rồi lau sạch đi là được. Nếu như những bước tẩy trang trước đây thì mình phải lấy bông tẩy trang rồi đổ nước tẩy trang rồi lau đi lau lại rất nhiều lần. Thì cái em giấy tẩy trang này thì theo anh thấy là tẩy trang không cần phải quá nhiều lần, chỉ cần một lần thôi là đã sạch rồi. Quan trọng nữa là mùi của nó rất là thơm và quan trọng là nó khá là thân thiện với da chứ không bị gây kích ứng hay là khô da. Và điều quan trọng hơn nữa đó chính là với dòng tẩy trang này thì rất tốt cho những bạn mà da bị mụn và bị dầu. Và anh nên lưu ý một vài điểm, đó chính là khi dùng sản phẩm tẩy trang sau đó các bạn vẫn nên rửa sạch mặt với sữa rửa mặt nhé. Và quan trọng là hãy đắp mặt nạ. Thôi, nói chung không nói nhiều nữa. Bây giờ thì anh sẽ thực hiện luôn để mọi người thấy là cái sản phẩm giấy tẩy trang này nó tuyệt vời như thế nào nhé. Ta-da! Các bạn thấy không, sau khi làm sạch mặt với khăn giấy tẩy trang Olive của Innisfree thì bây giờ anh thấy là mặt mình khá là sạch rồi, thậm chí là da của mình cảm giác nó có thể thở được ấy. Và cái này thì anh chỉ cần dùng một lần giấy tẩy trang thôi là đã sạch được hết gương mặt rồi. Với lại là sau khi mà anh dùng xong thì anh sẽ dùng thêm sữa rửa mặt để làm sạch sâu hoàn toàn. Và theo cảm nhận của anh thì thấy cái mùi hương của cái dòng tẩy trang Innisfree Olive này thì nó khá là thơm, thơm hơn so với cái dòng lúa mạch. Và khả năng làm sạch sâu của nó khá là hiệu quả. Bây giờ thường thì nếu mà các dòng tẩy trang khác thì anh sẽ phải sử dụng đến 4-5 lần. Nhưng mà với dòng tẩy trang của Innisfree này thì anh chỉ sử dụng một lần thôi. Và nếu như các bạn nào muốn mua dòng sản phẩm tẩy trang này sử dụng thì có thể liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904-363-985 hoặc là 0904-886-428 để được tư vấn về dòng sản phẩm tẩy trang này nha. Không thì các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com để đặt hàng sản phẩm. Và hy vọng với những thông tin mà anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích về việc tẩy trang rồi là lựa chọn dòng sản phẩm tẩy trang phù hợp với da của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!
Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.